Mẫu xe Hyundai Elantra N dù chưa bán ở Việt Nam, thì đã có thêm phiên bản mới ra mắt tại Trung Quốc. Tương tự phiên bản thường, Hyundai Elantra N 2024 cũng được thay đổi thiết kế ngoại thất trong khi động cơ giữ nguyên. Tham gia triển lãm ô tô Thương Hải 2023 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, hãng Hyundai đã mang dàn xe khá hùng hậu đến trưng bày. Một trong số đó có cả phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Hyundai Elantra N. Trước đó, dòng xe Hyundai Elantra đã được bổ sung phiên bản mới ở thị trường Hàn Quốc, nhưng không bao gồm Elantra N. Có vẻ như hãng Hyundai muốn chọn sự kiện đặc biệt hơn là triển lãm ô tô Thượng Hải, để ra mắt phiên bản hiệu suất cao của Elantra. Tương tự bản thường, Hyundai Elantra N 2024 cũng được thay đổi thiết kế ngoại thất. Tại đây, Hyundai Elantra N 2024 được bổ sung lưới tản nhiệt hẹp giữa hai đèn pha. Bên dưới lưới tản nhiệt là cản trước thể thao, tích hợp hốc gió, trung tâm hình thang và khe gió rộng màu đen bóng. Ngay cả cụm đèn pha của Hyundai Elantra N 2024 cũng được làm mới. Thiết kế đèn pha của mẫu xe này giống với Hyundai Elantra, thông thường và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày mới. Tuy chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, nhưng Hyundai Elantra N 2024 đã được thay đổi cả thiết kế nắp capo, tương tự công thức áp dụng cho bản thường. Điểm mới tiếp theo của Hyundai Elantra N 2024 nằm ở vành la răng. Theo đó, mẫu xe này được trang bị vành hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép, như cánh hoa, gợi liên tưởng đến xe Alfa Romeo. Ở giữa vành la răng còn có logo N, như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản hiệu suất cao của Hyundai Elantra. Vành la răng đi kèm với bộ lốp Michelin PS4 có kích thước 245/35 x 19. Trong khi đó, khu vực phía sau của Hyundai Elantra N 2024 gần như giữ nguyên, từ đèn hậu, cánh gió đuôi đến hai ống xả hình tròn. Tuy nhiên, cản sau của xe đã được cải tiến thiết kế, và đẩy dải đèn phản quang lên vị trí cao hơn. Tương tự phiên bản cũ, Hyundai Elantra N 2024 cũng có bộ chẻ khí, cánh lướt gió bên sườn, và ốp mở rộng cản sau sơn màu đỏ nhằm nhấn mạnh vẻ thể thao cho đối thủ, của Honda Civic Tiger. Phía sau la răng của xe, cùm phanh màu đỏ cũng được giữ lại. Điểm nhấn ngoại thất còn lại của mẫu xe hiệu suất cao này là logo Hyundai màu đen trên đầu xe và phía sau. Theo Hyundai, logo này sẽ được áp dụng cho các mẫu xe N khác của hãng trong tương lai. Hiện hãng Hyundai chưa công bố hình ảnh nội thất của Elantra N mới. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe cũng được áp dụng phong cách thiết kế tương tự Hyundai Elantra 2023. Đáng tiếc là động cơ của Hyundai Elantra N 2024 không thay đổi so với trước. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 276 mã lực và mô men xoắn cực đại 392 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 8 cấp. Bên cạnh đó, xe còn có tính năng N-Green-Ship, NGS, có tác dụng tăng tạm thời công suất của xe thêm 10 mã lực. Sức mạnh động cơ cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong thời gian 5,3 giây. Hãng Hyundai ra mắt Elantra N mới, ở triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 là nhằm tăng cường sự hiện diện của thương hiệu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Dự kiến, trong năm sau, hãng Hyundai cũng sẽ giới thiệu phiên bản N hiệu suất cao của mẫu ô tô điện ioniq 5 ở thị trường Trung Quốc. Giá bán của Hyundai Elantra N 2024 hiện chưa được hé lộ. Tại Việt Nam, phiên bản cũ của mẫu sedan hiệu suất cao này đã từng ra mắt vào hồi tháng 1 năm nay, nhưng chưa được phân phối. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.